cửa mới được. Tay ấn lên, ấn cái nón này nè, trời cái nón này đeo gì mà không có sát gì hết á. Ngón trỏ. Ngón trỏ em, ngón trỏ đeo sát vô để mình lần tới đây nè. Chặn cái đầu. Rồi đi, lướt thả dài cái đầu nha, nhớ thả dài cái đầu dứt khoát 2-3 lượt cho nó dứt khoát luôn. Mọi người đâu hết rồi? Hello, xin chào mọi người. Hôm nay cô livestream ca phun mí mở trồng ha, đá đu nhẹ ha, cho cô mẫu thích tự nhiên nha. Học viên đang thực hành mẫu mí nha. Cho mực ơi. Chậm nước. Nhớ tắt máy, để máy xuống rồi hả Lao nha. Các bạn vô đông đông. Học viên này là bé này bữa giờ chưa lên mẫu mí lần nào hết, hôm nay là mẫu mí đầu tiên luôn. Xin chào bạn Trâm Đinh nha. À, xin chào Trâm Đinh ơi. Trâm Đinh cho mình ý kiến là hình ảnh wifi nó có được rõ không bạn? Hôm nay mình livestream trực tiếp để chia sẻ với mọi người cái cô giáo đang hướng dẫn học viên mình phun mí mở trồng ha. Trong quá trình xem livestream các bạn có những cái câu hỏi thắc mắc gì liên quan đến nghề, đến mực thì mình cứ mạnh dạn mình gửi câu hỏi thì cô sẽ giải đáp nhiệt tình. Rồi cứ đi cái nét ở trên đi em, cái nét viền trên cho nó sắc nữa rồi bắt đầu mình xong. Xong rồi. Rồi đưa về em tắt máy đi, chậm. Giờ này chắc mọi người đang bận hết rồi. Live sớm mà buổi trưa mấy bạn rảnh nhiều hơn. Rồi, em lấy giấy bông ướt em lau nhẹ. Xin chào bạn Huỳnh Khả My nha. Mình đang xem cô giáo livestream hướng dẫn cho học viên lên mẫu. Đây là đang là phun mí mở trồng các bạn. Mở trồng đá đu nhẹ ha. Các bạn có những cái câu hỏi gì liên quan đến nghề thì mình cứ mạnh dạn gửi câu hỏi thì cô giáo nhân tiện ở đây sẽ chia sẻ luôn cái kinh nghiệm và cái bí quyết cho các bạn luôn nha. Thiếu à. Em đừng lúc mà em ấy đu em vuốt thẳng vậy nè, vuốt thẳng vậy đừng có dạch lên nè ha, vuốt ngang mà thẳng giống như là mộ nè, nhẹ nhàng thôi ha, vuốt ngang nè để cho nó đừng có bị gãy cái đuôi nó, rồi ngồi nhích lên trên đó chút xíu đó thì nó mới xuôi theo mình ha, vuốt nhẹ không có cần dạch mắt lên nữa mà mình vuốt theo đó thôi đó, rồi mình đi cái đường nét ở trên này nè cho bén nè ha, đường nét viền trên đầm tay thôi, kéo lướt rất là đầm,
Mí mắt tụi em phải đi rất là đầm nha, rất là nhẹ nhàng mà đầm nhất dứt khoát nha. Thả dài ở cái đuôi, thả lên xuống dài cái đuôi dứt khoát. À, bạn mẫu này lúc trước có làm mày ở bên mình, và các bạn trong quá trình mình xem phun mí thì mình cũng có thể xem luôn cái chân mày của bạn sau khi bong nha. Đây mình chia sẻ luôn. Này bong sau 2 tuần nha, chói đèn quá. Bên này trước. Bên này chói quá, đang có thấy. Chân mày này bong sau 2 tuần nha. Của học viên xử lý chân mày ca này, chân mày ca đỏ, chân mày đỏ nè. Xử lý sao bông 2 tuần đèn nó hơi bị chói giỏi quá. Rồi em lau sạch để cho mẫu mở mắt lên. Nó chân mày sau 2 tuần bông nha. Này học viên làm ha, một lần không dặm luôn nè. Nay mới được có 2 tuần. Hôm nay bạn mẫu tới rồi làm mí nữa nè, thích làm mí nè. Mí bên đây chưa làm nè. Đó, mí bên đây chưa làm nè. Còn mí bên đây làm rồi. Mí bên này đây lao đi em. Đang làm, sắp xong. Mí lao rất là nhẹ nhàng, đừng có đè nữa, lúc này mình dãnh nhẹ lên thôi, mình lao ha. Để cho nó vệ sinh sạch sẽ. Đây cái mí mới vừa làm xong nha. Đây mí mới vừa làm xong ha. Mở mắt lên đi em. Bé này đèn nó chớp, mắt nó bị chói, nó bị ra nước mắt. Đẹp ha. Bé học viên vừa làm xong nha. Cô có thể chia sẻ cái mực gì mà nó ăn bám nhanh vậy? Bên mình dùng mực Valentine nha, mực của Hàn Quốc nha. Mực này đi bám không bị xanh nè, bám rất là nhanh nhưng mà không bị xanh nha. Mực mà là mí lên đen tuyền luôn nha. Chậm nút mắt. Tại mắt của bạn này mà vô đèn không xăm chân mày thôi, nước mắt cũng chảy, đèn nó chói. Cho con mí là được. Mắt bạn này rất là nhạy cảm ha. Nè bé ơi, lấy cái phần dơ ở đây ra nè. Em lấy cái giấy ướt em kéo ra. Có một cái cầu lông mi rụng. Không phải. Mực đó, kéo ra cho nó sạch ha. Nhớ tụi em làm xong thì em dạch cái mắt lên để coi cái mắt khách có mực nó ba đóng hay không. Tụi em phải lấy sạch ra, không thôi người ta bị khô lại, nó bị đóng lại rất là đau nha. Rồi người ta về người ta sẽ dụi cái mắt á. Dụi cái mắt á là bị cái tròng có giác mạc, người ta sẽ bị trầy đó. Nên các bạn làm xong vệ sinh lúc làm cũng phải sạch sẽ, không có được để mực nó vô mắt nha. Bên đây là làm rồi nè các bạn, bên đây thì chưa làm nè. Chưa làm ha. Mí rất là nhìn trắng nè ha. Mí nó nhỏ, làm xong mắt nó rất là to. Nó làm xong mắt nó to lên. Xin chào Mai Nguyễn nha. Bạn Mai Nguyễn đang xem livestream cô giáo hướng dẫn cho học viên mình lên mẫu ha, phun mí mở tròn. Thì trong quá trình xem bạn có câu hỏi gì thắc mắc đến nghề thì mình cứ mạnh dạn mình đặt câu hỏi thì cô sẽ chia sẻ rất là nhiệt tình ha. Và các bạn kiên nhẫn nha, mình còn một ca nữa đang làm kế bên đây, là cái ca mà xử lý chân mày cũ chỗ xanh chỗ đỏ. Cái việc đó mà hiện nay á, các khách hàng lớn tuổi họ bị rất là nhiều do cái mực ngày xưa. Rồi bây giờ em làm tiếp bên đây ha, bây giờ coi đây. Cái máy em đâu rồi đấy? Máy này chụp cái màn.
Giờ đây cũng là một cái ca khó mà cô giáo đang hướng dẫn cho bạn học viên ha. Ở trên cái thùng đó cô. Alo. Có. Alo, có mà. Mở ra cho mở ra. Ở đâu đóng đâu. Đó cô. Có. Quay mờ quá anh ơi, màn hình hơi mờ anh ơi. À, các bạn thông cảm do cái sóng wifi của mình đây nó hơi yếu một chút. Mà trung tâm qua nó có chỗ trong nhìn đẹp ơi đẹp. Mờ nhiều hơn trong. Trung tâm. Quay trung tâm wifi nó. Mình lên rồi kìa. Kìa lên rồi nè Trang ơi. Xin chào mọi người, hôm nay cô đang hướng dẫn học viên lên ca chân mài ha, vừa xanh mà vừa đỏ nữa nè. Chân những cái chỗ xanh chỗ đỏ đừng có đi màu đỏ nha bé. Đi chỗ xanh thôi. Rồi bắt đầu mình mới đi nâu kaki lên mấy cái chỗ đỏ. Đây cái chân mày trước khi chưa tạo dáng ha. À, chân mày 3 năm về trước, mẫu đã làm. À, vừa đỏ vừa xanh ha. Hôm nay cô hướng dẫn học viên đây tạo dáng mới chân mày ha. Đang xử lý màu ha. Nó được có đi dài. Đỏ lên nhiều quá rồi. Đừng có đi những cái đỏ nè. Thôi thả em ra đi đâu con. Thôi nó đỏ hết rồi. Nè, nó xanh lè, còn chân xanh trong luôn rồi, thấy không? Dạ đi cô. Dạ. Em gửi sẽ đi. Đây đã qua cái xử lý ha, vừa xanh vừa đỏ ha. Đã qua cái này mới vừa xử lý cái màu xanh thôi. Bây giờ chân mày này có hai màu nha. Thứ nhất là màu xanh và màu đỏ. Thì bây giờ xử lý cái chân mày xanh trước. Bây giờ cái này và bên học viên bắt đầu lên cái màu xử lý chân mày đỏ nha các bạn. Để cho nó chung qua. Rồi lên màu để xử lý đỏ đi em. Nãy mình đã hoàn thành cái xử lý xanh rồi. Bây giờ màu nó trung hòa lại cái màu đỏ đó rồi. Bắt đầu em phải xử lý đỏ lại. Để cho màu nó chuyển sang ánh nâu nha. Bạn Quỳnh Ngọc Trang gửi câu hỏi là mình đang dùng mực gì vậy cô? À, mình đang dùng mực Sami, mực của Nhật đó em ơi. Mực xử lý. Ở bên cô là xử lý chỉ một lần thôi nha, là không cần dùng laser luôn đó, là hết xanh luôn đó. Hết xanh mà hết đỏ luôn. Cô cho xem lại cái hình trước kia của cô. Cái này nó có có chân mày trước khi làm ha.
Nhưng mà bị, vừa bị xanh mà vừa bị đỏ nữa. Đó. Vừa bị xanh vừa bị đỏ nữa. Dáng nó hơi bị cụp, hơi buồn. Họ lấy ra hả? Chẳng lắm. Thấy tặng hình gì qua nè. Vừa xanh vừa đỏ. Vừa xanh vừa đỏ. Vừa đầu màu nâu. Xin chào các bạn đang xem livestream nha. Hôm nay mình livestream trực tiếp cô giáo hướng dẫn xử lý chân mày cũ chỗ xanh chỗ đỏ. Trong quá trình mình xem livestream, các bạn có thể đặt những cái câu hỏi liên quan đến nghề thì cô giáo mình sẽ giải đáp. Cô có thể chia sẻ là cái bước này là cái bước nào không cô? À, cái này là đang xử lý chân mày, cái đoạn chân mày đang bị đỏ nha các bạn. Tại chân mày bên đây có hai màu nha, vừa một lớp xanh và vừa một lớp đỏ. Thì đầu tiên là cô sẽ cho xử lý cái phần xanh đi trước để nó trang hòa lại cái màu, nó bằng cái màu đỏ. Thì mình lấy xanh đi là chắc chắn là cái nền nó sẽ lên đỏ. Thì bây giờ là bạn đang xử lý cái màu đỏ đây để cho nó trung hòa lại thành một cái màu nâu tự nhiên nha. Cái mực thì mình đang sử dụng là mực màu gì con? Cái này là màu nâu đỏ. Thì đang bé cái đang đi là xử lý đỏ là màu nâu kaki nha em. Các em nâu kaki còn gọi là nâu nâu riêu nha, màu ánh riêu á. Đây, cái màu đã chuyển qua màu nâu rồi ha. Hồi nãy là rất là đỏ, bây giờ đã xử lý cái màu đỏ đó rồi. Chuyển qua nâu rồi đó. Em thêm chỗ này chút xíu. Phần cái bụng ở dưới chỗ nãy bị đỏ nè ha. Thêm cái màu đó. Nó nói với nó dưới nạ trên nha. Nha. Thả lòng tay
Các bạn đang xem livestream cô giáo hướng dẫn xử lý chân mày cũ chỗ xanh chỗ đỏ, mà các vị khách trung niên thời cũ á, dùng sử dụng mực cũ á, bị như cái tình trạng này rất là nhiều ha. Và cái điều này là cái điều mình cũng rất là quan trọng trong cái quá trình làm nghề của mình. Các bạn học viên thường bị gặp những cái ca này, các bạn rất là lo lắng, hoang mang nha. Những cái bạn mà đang đi học nghề hoặc là về làm nghề mới, mới vô nghề rất là hoang mang những cái ca này nè. Vừa xanh mà vừa đỏ không biết xử lý như thế nào để cho màu mực nó chan hòa lại, nó bông ra nó hài hòa, nó không bị xanh mà không bị đỏ nữa, mà nó thành một màu nâu tự nhiên nha. Nó không có bị ra hai màu nữa. Đây chân mày đó xử lý, nó ra màu nâu, nó chan, nó là chan hòa lại rồi, nó bị chung hòa giữa màu xanh và màu đỏ rồi. Các bạn hãy so sánh cái chân mày trước khi làm. Đó. Đây là một cái thực trạng mà khách hàng trung niên lớn tuổi ngày xưa đi làm mực hóa chất rất là nhiều, và đây là một cái hệ quả nó xấu như vậy đó. Và rất là đông đảo cái lượng khách hàng này mà các bạn không nắm rõ, thì khi mà bất ngờ người ta đến thì mình cũng không biết phải xử lý như thế nào. Thì hôm nay cô giáo Trang của bên mình cũng nắm được cái tâm tư đó mà livestream chia sẻ với các bạn ha. Các bạn cứ đặt những cái câu hỏi ha. Cảm ơn Ngọc Bích nha. Chắc là do cái wifi nó hơi hôm nay nó hơi không ổn định đó bạn. Bạn thấy rõ chưa? Bạn Dung Nguyễn hỏi rằng đi màu gì để xử lý vậy cô? Đây là đang đi xử lý màu đỏ nha em. Mình sẽ dùng màu nâu kaki bên cô nha, để mình chung hòa lại nó thành một cái màu nâu tự nhiên nha. Giống như trong cái ngành nghề là học viên rồi là các bạn ra nghề rất là quan mang về cái những cặp chân mày thời xưa làm bị xanh bị đỏ nhưng mà không biết xử lý như thế nào, thì những cái ca này rất là khó. Rồi làm có thể là mình xử lý được nhưng mà có thể ra hai cái màu nó không có đồng đều với nhau nữa, nên bên cô sẽ chia sẻ cho các em nè, những cái chân mày xanh nè, rồi những cái thành phần đỏ nữa, mình phải phối màu giữa hai cái màu xử lý, một cái là xử lý xanh và một cái là xử lý đỏ, để hai cái màu nó chung hòa thành một cái màu nâu tự nhiên. Rồi bên cô mới là hướng dẫn học viên lên màu chủ đạo nha, cái này đang xử lý chưa lên màu chủ đạo nha. Cảm ơn các bạn đang xem livestream của học viện mình nha. Các bạn đang xem cô giáo hướng dẫn xử lý chân mày cũ chỗ xanh chỗ đỏ, và các bạn hãy mạnh dạn đặt những cái câu hỏi, cô giáo sẽ chia sẻ tất tần tật những cái vấn đề liên quan đến mực và nghề. Các bạn đừng ngại nha, mình cứ hỏi. Các bạn thấy rõ không ạ? Con chín. Hả? Con chín. Rõ. Nhìn em bé nó lầy. Chín và bò. Các bạn có thấy rõ không ạ? Nó rõ rồi. Ok. Đang xử lý chân mày bị đỏ nha các bạn. Cái này là bên cô là dùng mực của Nhật nha. Mực này là 340.000 một chai nha. Làm mình xử lý một lần như vậy là hết xanh mà hết đỏ, nó hòa quyện lại cái màu rất là đẹp nha, tự nhiên nó chung hòa lại. Cái ca này rất là khó nha. Trường hợp gặp cái này là các bạn không biết làm sao mà để cho hai cái màu vừa xanh vừa đỏ nó hòa quyện lại để nó tự nhiên nó thành một cái màu chung hòa thì rất là khó.
như trong cái tình trạng này á, các bạn giống như cô nói là có chân mày giữa xanh và đỏ, thì trước tiên các bạn phải xử lý cái chân mày xanh trước. Cái màu xanh đó là cái màu lạnh nha các bạn, thì các bạn phải đi cái màu nâu đỏ của nó hoặc là màu cam cũng được nếu mà các bạn có. Bên cô thì sử dụng màu nâu đỏ nha, để xử lý cái màu xanh trước, để cho cái màu xanh nó sẽ chung hòa bằng cái màu đỏ này. Nó đã hút đi cái phần xanh rồi thì nó sẽ lên cái nền đỏ như vậy. Thì cô sẽ có một cái màu mực của nó là nâu kaki bên cô để chung hòa lại giữa cái màu đỏ và cái màu xanh lúc nãy. Rồi bắt đầu cô mới cho lên màu chủ đạo nha. Ngọc Bích ơi, có nghĩa rằng là mình sẽ dùng hai màu, một cái tông nóng và một cái tông ấm để mình sẽ xử lý ha. Chẳng hạn như màu cái nào mà ánh xanh á là mình sẽ xử lý cái màu tông ấm. Còn cái màu mà bị chuyển đỏ đó thì mình sẽ xử lý bằng cái mực nó có tông lạnh, là cái tông xanh rêu, đúng không cô? Xanh rêu hoặc còn gọi là nâu kaki. Thì khi nó lên được một cái màu nền nó đồng đều hết rồi á, lúc đó mình mới phủ một lần nữa là màu nâu. Và các bạn đang coi học viên mình đang xử lý màu nâu kaki xanh rêu. Rồi, các bạn cứ chờ xem ha, cô sẽ hướng dẫn tiếp theo khi lên màu nha. Lên màu là làm lên như thế nào để cho hai màu nó chung hòa lại, nó tróc ra nó đồng đều, nó không có bị chỗ thì lợt, chỗ thì đậm nha. Ở giữa một cái bên màu xanh và màu đỏ nha. Bạn Diễm hỏi rằng là cô ơi, địa chỉ mình ở đâu vậy ạ? Địa chỉ mình là 637 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 10 nha em. Thêm bên đây nó cũng còn cái đỏ cái cũ, nước này nhiều lắm mà sao nó cứ quèo quèo vậy ta. Cái phần dưới này nó bị nhơ ha, phần này là đỏ rồi, phần này là xanh ha. Đó, cái phần đỏ cái phần xanh. Các bạn biết không, khi mà mình học nghề đó các bạn, mình học ở đâu cũng vậy, nhưng mà mình đến một cái trung tâm mà cô giáo trui rèn cho mình những cái bài tập khó đó, thì khi mà mình đã cân được những cái bài tập khó đó rồi á, thì cái gì mình cũng thấy nó rất là dễ dàng và rất là yên tâm ha. Chứ những cái chân mài mới mà phun nền là nó quá bình thường. Các bạn đang xem một cái bài tập khó ha. Đây, chân mài đã chuyển lại cái màu nâu ha. Bấm vô thôi, anh bấm vô. Đó. Ê các bạn, cái chân mài này cô cho coi lại nha. Đó. Xanh đỏ ha. Sau khi xử lý qua thì không còn màu xanh nữa, mà hai cái màu nó chung hòa lại. Còn phần này là cái dáng cũ của cô nè, nâng lên tại thấp quá nha. Cái đó đây mình là, phải xóa. Cái này là xóa cái những thành phần này, có thể là tụi em dùng dung dịch để xóa nha. Dung dịch hoặc là màu che cũng được, hoặc là laser cũng được nha. Thì nó có nhiều cách để cô chia sẻ thôi. Đó, các bạn có laser thì các bạn bắn, còn không có thì các bạn dùng dung dịch, hoặc là nếu mà không có dung dịch thì các bạn có thể dùng một lớp màu mỏng nha. Rồi bây giờ đó xong rồi, bây giờ em sẽ lên màu nha. Nhớ là những cái chân mài bây giờ cô sẽ nói tiếp nha, để cho bạn lên màu nha. Những cái chỗ như vậy, đây cho coi bên đây trước, là cái chỗ phần tụi em lấy tạo cái dáng mới đúng không, là cái một cái nền da trắng nè. Các bạn không có dùng, các bạn phải đi cái màu này là màu chủ đạo, là màu đậm trước.
màu đậm, có thể là màu nâu đen là màu đậm của viền. Đây, thì các bạn tạo để cho nó lên cái ẩn cái nền lên bằng cái tông màu hiện tại tông màu cũ đang có, thì rồi các bạn mới phủ màu chủ đạo là màu nâu. Chứ còn nếu mà những cái chỗ này mà các bạn làm màu nâu theo cái chân mài xanh như vậy á, thì ra là hai màu nó sẽ không đồng đều nha. Rồi những cái chỗ mà bị đỏ, giống như lúc nãy là cô nói chân mài vừa xanh vừa đỏ, thì các bạn phải dùng cái màu đậm của viền là màu nâu đen. Mình sẽ lướt để cho nó trung hòa lại, nó sẽ nâng cái tông lên nó bằng cái màu cũ. Các bạn mới lên màu nâu chủ đạo nó mới đều được. Và sau này tróc ra cái màu nó hài hòa, nó không có bị ở chỗ lợt chỗ đậm nữa nha. Các bạn, cô nói các bạn có hiểu không? Không hiểu thì các bạn có thể hỏi lại nha, cô sẽ hướng dẫn lại nha. Rồi em lên màu đi, em lấy cái màu đậm đi trước cái phần này ha, và những cái chỗ đỏ nha. Dùng cái màu nâu đen để lót nền trước. Sau khi lót nền bằng cái tông xanh hồi nãy thì mình mới lên màu nâu chủ đạo. Không bao giờ tụi em tị xuống như vậy hết, tụi em phải căng ngang cái chân mài này, chị dặn nè. Căng ngang cái chân mài thì chân mài lúc nào cũng tư thế thẳng đó, nó không bao giờ bị lỗi. Mà tụi em cứ kéo như vậy là tụi em dễ bị lỗi cái chân mài lắm ha. Nhớ từ cái cách căng da, từ cái cách tì cái tay thật là nhẹ nhàng đó. Đó thì cái tay thì cái chân mài nó mới sắc sảo được. Cái tụi em mà cứ gị gị như vậy đó, tụi em đi dễ bị gãy cái chân mài lắm nha. Nhớ xin chào bạn Liếp Liếp nha. À, các bạn đang coi live stream cô giáo hướng dẫn cho học viên xử lý chân mày cũ chỗ xanh chỗ đỏ. Đối tượng khách hàng trước đây á là trung niên á, bây giờ bị như thế này rất là nhiều nha các bạn. Và đây cũng là một cái ca khó ha. Xin chào Mai Vi. Cảm ơn các bạn đang xem livestream nha. Các bạn có những cái câu hỏi gì liên quan đến mực và nghề thì các bạn cứ mạnh dạn đặt câu hỏi thì cô giáo mình sẽ chia sẻ rất là nhiệt tình à. Các bạn đang coi livestream cô giáo hướng dẫn xử lý chân mày cũ chỗ xanh chỗ đỏ. Đây là một cái ca khó ha. Rồi cái vấn đề mà chân mày mà bị lem nhem cũ á, là tụi em phải cho cái nét nó phải sắc sảo chút xíu ha. Thì giống như những cái xó này nè, mình mới che được thì nó mới nổi lên. Chứ còn tụi em mà đi nó lem nhem tróc ra là chắc chắn không có sắc sảo, là nó sẽ bị lem nhem nhiều hơn. Mình cố gắng đi cái nét cho nó bé ở cái đường này ha. Mình thấy chứ đừng có đi hơi sơ là nó không có ăn đâu.
cái đường da cũ nó rất là khó đi nét đậm. Cờ phim xuống chút xíu thả dài cái đuôi xuống. Ngọc Bích hỏi là có phải shop Huy Thảo đường 3 tháng 2 là của cô không cô? Đúng rồi em ơi, em ghé đó, bên cô sẽ có chuyên viên tư vấn cho em ha, những cái gì em thắc mắc á, hoặc là em chưa biết cách cái màu đó sử dụng như thế nào, bên cô sẽ hướng dẫn trực tiếp cho em nha. Các bạn học viên của bên mình hôm nay làm chắc là gãy tay luôn đó các bạn ơi. Nè các bạn xem mẫu đang chờ nè. Và học viên đang học nè. Bên cô mà học thì các bạn, những bạn nào mà đang tìm hiểu chỗ nơi học mà để có mẫu để thực hành thì bên cô mẫu rất là đông nha các bạn. Mẫu rất là đông, lúc nào cũng có để cho học viên thực hành dẫn tay nghề hết, chứ không phải là chỉ học trên da giả không đâu. Cảm ơn Ngọc Bích nha. Đâu thì bên đây làm nền của cái màu ở đây, chú bên lấy trước đi. Xử lý rồi, bây giờ lên cho xong một bên đi. Ừ, cái này là đâu phải xử lý đâu, thì đang lên mà nó phun mà. Cái này đang lên nền rồi, lên màu trên chủ đạo rồi mà. Cái đâu có chờ ấy nữa. Rồi cái đuôi phải đi màu đậm hơn nha. Nhớ là những cái chỗ cô nói là cái chỗ nào màu cần màu đậm để nó trang hòa với cái màu xanh và màu đỏ nha. Ví dụ cái chỗ màu đỏ là tụi em lên nâu quá thì tụi em sẽ cũng bị đỏ thôi. Nên nó những cái chân mày này á, mình phải biết cách phối màu chứ không thôi là ra là hai màu nha các bạn. Ai làm được? Anh đó. Ai trong làm? Không phải. Cô làm rồi, chưa làm. Cô làm. Ai làm?
Các bạn đang xem livestream cô giáo hướng dẫn các bạn học viên mình lên mẫu nha. Ở đây là bạn lên mẫu xử lý chân mày cũ, chỗ xanh chỗ đỏ. Và trong bây giờ mình sẽ giới thiệu một cái ca bên đây là đang phun mí nha. Các bạn chờ mình 3 giây. Đây là đang đá đuôi nè, phun mí mở tròn đang giai đoạn đá đuôi. Đây là học viên cô đang bé này chưa lên mẫu mí nha, hôm nay bé lên mẫu mí lần đầu tiên nha. Cô mình có chia sẻ cái mực đang sử dụng là mực gì? Mực Valentine, mực của Hàn Quốc nha các bạn. Mực này màu bám rất là nhanh nha các bạn, màu bám nhanh, mí rất là bóng, rất là đẹp nha, không có bị trổ xanh nha. Cảm ơn các bạn đã vào xem và tương tác nha. Các bạn đang xem livestream cô giáo bên mình đang chia sẻ hướng dẫn cho các bạn học viên mình lên mẫu. Ở đây là mình đang học viên đang phun mí mở tròng nha các bạn. Diễn kỹ thuật cô dạy kỹ quá. Cảm ơn bạn Diễm nha. Mở mắt đi. Chùi nó phần mới ướt. Chùi góc mắt ở trong. Đây bạn học viên đang lên mẫu ca mí nha các bạn. Đúng như cô nói là mực của Valentine, mực của Hàn Quốc nha. Đi mí rất là bám, rất là nhanh, nhưng mà độ đậm, độ bóng mí đen tuyền nha. Rất là đẹp nha, mịn nè, nó độ mướt. Học viên mới lên, hôm nay là bé mới lên mẫu mí thôi mà rất là hài lòng nha. Bạn này hay khóc nhè nè, nên lúc nào không làm cũng phải khóc, chứ không phải là bạn làm bạn đau đâu. Bạn không có đau ha, làm mí không có đau, nhưng mà bạn hay khóc nhè lắm. Rồi nè bé ơi, em ơi, chỗ này nó còn bị mỏng nè, em cho cái nét này, thấy không, thấy cái nét chỗ này không, đó, nó hơi bị dư hơn, còn chỗ này nó hơi bị mỏng, thiếu nét hơn nè. Em sẽ lướt thêm cái nét này cho đầy một xíu nha. Nè, nhìn đi, nó sẽ bị gãy cái chỗ này chứ. Nó lướt cái nét cho đầy chút xíu nó mới đẹp ha. Rất là đẹp nha các bạn, mực mí Valentine nha. Rất là đẹp. Đi nhanh bám cực kỳ luôn nha, độ bóng rất là bóng nha, mịn nha. Bông ra không bị xanh luôn. Các bạn đói bụng, các bạn đi ăn cơm hết rồi phải không? Nãy 3.000 người xem, sau giờ còn có 2.000. Các bạn chắc nghỉ ăn trưa rồi đó. Các bạn đang xem livestream cô giáo mình hướng dẫn cho học viên lên mẫu ha. Bạn học viên này đang phun mí mở tròng ha. Bạn đá đuôi rất là khéo, rất là đẹp. Cái này là đang đi thêm cái like ở trên cho nó đầy, cho nó hoàn hảo hơn nha các bạn. Rất là
đẹp nha. Mí mắt rất là đẹp, xuất sắc luôn cho bé học viên này luôn á. Này bé học viên làm chứ không phải là cô làm đâu nha. Này bé học viên đây chứ không phải là cô làm đâu nha. Đó các bạn học viên đang học và có bạn đang lên mẫu nữa đó. Cô đang hướng dẫn từng người một. Cho nó nét lại, chỗ này nó hơi bị khuyết xíu, kéo nét rồi, đường bên trong cho nó thẳng, cho mình nhìn nó thẳng, cho nó sắc cái đường. Bạn Hương Dior, cảm ơn Hương Dior nha. Bạn hỏi là cô ơi em làm mí sao mà nó hay bị loang lắm cô ạ? Em ơi, thứ nhất là nhiều khi em đi hơi mạnh tay nha, da của mắt rất là mỏng nha em, mình đi hơi mạnh tay đó, cái mí này đòi hỏi kỹ thuật rất là cao nha, rất là nhẹ nhàng ha, đi rất là nhẹ nhàng. Bên cô là đi kỹ thuật là phun mí vi chạm nha, là mình đi không có cà nhiều quá nó bị tổn thương, dễ bị bầm nha. Em đi mạnh đi sâu quá thì mực nó dễ bị lon lắm nha, tại da mắt nó mỏng á, nên lực tay em coi lại nha em. Cảm ơn Quỳnh Trang nha, Quỳnh Trang nói là ngày nào cũng chờ xem livestream của cô. Cảm ơn em, ngày nào cô rảnh là cô sẽ like cho các bạn xem nha. Cô sẽ chia sẻ những kinh nghiệm nhưng mà cô biết riêng cô thôi. Những cái comment của các bạn cũng như là một cái lời động viên giúp cho cô giáo mình có thêm cái sức mạnh đó, khỏe hơn để mà hướng dẫn cho các bạn mỗi ngày ha. Các bạn nhớ tương tác thật tốt, chia sẻ giùm cô. Thì cái da của ngang của bạn hơi bị dùng, kéo nó ok, nó có nãy mình chụp cái mí trước khi là đúng không, chụp không dài mở mắt ra đi người đẹp. Cô ơi cô mít màu thêm không ạ? Hay là chỉ xài cái này dùng một màu thôi em. Còn ví dụ tụi em muốn đậm đặc hơn, để cho nó đậm đặc hơn nữa, tụi em có thể là pha một xíu bột ha. Bên cô có bột diamond á, em pha một xíu vô cho nó đậm đặc hơn nữa. Hoặc là mình đi một mình nó thôi cũng ok, chứ không có cần đâu em. Đây là mình đi một mình đó ha. Hương ơi, bạn xem có rõ chưa bạn? Từ từ. Bạn mạng kém quá cô. Ơi thấy nó bé rồi. Mí mắt rất là đẹp nha. Quá đẹp, quá xuất sắc ha. Sắc nét. Đây, cho học viên này điểm 10 nè. Ngọt sống em. Đây, học viên bên cô ai cũng giỏi hết nha. Làm giống như là một người thợ nhiều năm, chứ không phải là nói là học viên mới ra nghề nha. Em mở mắt lên. Rồi, tới bên đây nha. Mắt rất là đẹp. Đây mới vừa làm xong nha, chậm gì. Chậm nước mắt nữa nè. Mắt em là bể oan cường. Đó, đẹp chưa?
Ừ. Có cách nói lại gì đó. Quá đẹp. Đẹp ha các bạn ha. Các bạn nhớ like cho học viên này. Đây. Học viên. Học viên bên cô bạn nào cũng xuất sắc ha. Bữa giờ tụi em thấy bạn nào cũng xuất sắc chứ không phải riêng một bạn nha. Đây, like quá trời kìa. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Những cái tương tác tốt của các bạn cũng là một cái lời động viên cho học viện của mình ha. Xin cảm ơn rất nhiều nha. Và quay trở lại với một cái ca chân mày khó là bị chỗ xanh chỗ đỏ. Đây. Rồi bữa nhớ là tập trung cái chỗ mà bị đỏ nhiều hơn cái chỗ mà bị xanh nha. Mình tập trung cái chỗ bị đỏ nhiều hơn nha. Để cho màu nó đầy đều, nó hài hòa lại. Cái giai đoạn này là giai đoạn mình đang phun nền đúng không cô? Đúng rồi, cái này là đang lên màu chủ đạo nha các bạn. Hồi nãy là cô đã cho xem là xử lý màu ha. Bây giờ là mình lên màu chủ đạo rồi ha. Do có một cái số bạn mới vào xem livestream á, cho nên cô sẽ chia sẻ lại, cô sẽ cho coi cái chân mày trước khi làm nha các bạn. Kinh khủng lắm các bạn. Chỗ vừa xanh mà vừa đỏ nữa. Đó. Đây. Đây là ca khó nha các bạn. Là một chuyên viên, khi mà mình gặp cái ca như thế này thì mình sẽ lúng túng không biết là xử lý như thế nào đúng không? Và hôm nay cô giáo mình nắm được cái tâm tư đấy và chia sẻ cho các bạn cái kỹ thuật mà mình xử lý chân mày cũ chỗ xanh đỏ. Và các bạn có thể xem lại cái livestream ngay từ đầu ha. Đây mình đang phủ nền. Cảm ơn các bạn đã livestream và tương tác với học viện của mình nha. Các bạn đang xem cô giáo mình hướng dẫn cho học viên xử lý chân mày cũ chỗ xanh đỏ. Đây là một cái ca khó nha các bạn. Và cái số lượng khách hàng bị như thế này rất là đông đảo ở ngoài thị trường các bạn ạ. Và khi mà người ta đến, người ta hỏi mình để người ta xử lý, mình không nắm được thì mình lúng túng, thì lúc đó nó cũng không có được là ok. Cho nên là sau khi các bạn xem livestream này, hy vọng rằng livestream sẽ giúp cho các bạn có được cái nhìn rõ hơn và tự tin hơn khi mà xử lý một cái ca khó. Hơi bị một tí thôi, một ly thôi. Rồi cái màu cũ rất là dày nha các bạn, nhưng mà đã là kỹ thuật mình phải cao nữa. Chứ không thôi là nó để lại một bảng màu dày tróc ra, nó vẫn là như y như cái màu cũ, chứ nó lem nhem chứ nó không có được sắc sảo đâu. Đó, nên các bạn phải để ý
Rồi cái đuôi đỏ này cho nó nhọn, cho nó đậm chút xíu. Cái chỗ này cho nó liền nét tí xíu nữa ha. Căng nó dai đi vậy. Sắp đẹp rồi. Các bạn đang xem livestream cô giáo mình hướng dẫn cho học viên xử lý một cái ca khó, đó là cái chân mày cũ trổ xanh chỗ đỏ của một cái cô trung niên. Và cái số lượng khách hàng này ở thị trường rất là đông các bạn ạ. Nếu như mình không có nắm được, không rõ thì mình sẽ lúng túng khi mà gặp cái ca đến như thế này. Và hy vọng rằng cái livestream này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn rõ hơn, để từ đó mình sẽ biết cách mình xử lý. Đây bạn học viên của mình đang xử lý xong, gần sắp xong rồi. Nhớ các bạn phải quan sát từng ly từng tí nha, cô rất là kỹ nha, cô không có để cho bạn học viên nào làm xấu cho mẫu hết á. Rồi, đúng rồi đó. Đi cho nó sắc sảo lên nữa là ok ha. Rồi, mình có mình qua bên kia xong mình sẽ điểm lại sơ những cái chỗ bị đỏ. Nó có đi nét lại không cô? Không, nét ok rồi ha. Nét đó là sắc sảo, nhưng mà coi cái đầu. Cái đầu là cái phần dưới này nó hơi bị thiếu cái độ lài nha. Phần trên nó hơi kìa ra, nhưng phần dưới nó thiếu cái độ lài. Em chỉ điểm những cái phần lồng giữa chỗ này và cái chỗ này thôi, không được đi lên nữa nha. Lồng giữa của cái đầu. Cảm ơn các bạn đang xem livestream nha. Các bạn đang xem livestream cô giáo hướng dẫn cho học viên lên mẫu xử lý một cái ca khó, đó là chân mày cũ trổ xanh trổ đỏ ha. Đây cái chân mày trước khi xử lý nè các bạn, vừa xanh mà vừa đỏ luôn ha. Do ngày xưa mình cái công nghệ mình nó chưa có được tiên tiến thì cái mực phun xăm nó chì rất là nhiều và hóa chất cũng rất là nhiều. Nhưng bây giờ là mực của mình là mực thảo dược ha. Và cái công nghệ làm những cái hạt mực nano cực nhỏ lấp đầy vào những cái lỗ chân lông, lên màu rất là mịn, rất là đẹp nha các bạn, chứ không có dày bệt như ngày xưa nữa. Và đây học viên của bên mình đang xử lý ha. Đó các bạn thấy không? Cái màu nền và cái dáng chân mày rất là đẹp ha, rất là đều. Đây là một cái video chia sẻ có tâm nhất quả đất nha các bạn, chứ không hề ảo nha. Nếu mà em cái lấy về ha. Người thật việc thật luôn á. Bởi vì mình rất là tôn trọng cái việc chia sẻ vào hội, hầu mong muốn đem lại cho các bạn một cái sự lợi lạc là từ cái livestream này ha. Đây học viên bên mình đang đó là chuẩn bị làm mẫu nè. Cái xe rau xanh của mình. Treo là dài ở nhà.
Đi nét xa tủng luôn đó. Đi ngủ cái chân mài sửa xó là không được. Đi dạng nét. Phải đi nét cho tủng luôn. Nó sắc luôn. Không thôi nó dễ bị lem nhem đó. Chứ đừng có đi dạng đánh với chân mài. Lướt đi, lướt cho nó sắc nó nét đi cha. Quỳnh Ngọc Trang, he he he. Đi kỹ chỗ hàng đuôi, phần đó là phần quan trọng đó. Cảm ơn Quỳnh Ngọc Trang nha, đẹp không em? Đẹp ha. Thực ra làm đẹp là một cái đam mê của những người phụ nữ. Nhưng mà mình làm đẹp rồi nó chỉ đẹp một thời gian mà một thời gian ngắn thôi, thời gian sau nó chỗ xanh chỗ đỏ gì nó rất là một nỗi khổ tâm. Rất là khổ tâm khi mà mình mang một cái dáng chân mày như thế này để mà đi giao tiếp hay là gặp gỡ mọi người ha. Và để che cái này thì đương nhiên chắc phải dùng chì để che, che khuất. Nhưng mà bây giờ là không cần nữa nha các bạn. Đây, chỉ là một người học viên lành nghề bên mình là xử lý thôi mà đã ra như thế này rồi đó. Học viên mà làm đẹp như vậy thì các bạn cũng biết được kỹ thuật như thế nào của cô giáo rồi ha. Cảm ơn các bạn đang xem live stream và tương tác với học viện của mình nha. Xử lý chân mày cũ chỗ xanh chỗ đỏ của cô mẫu trung niên ha. Và trên thị trường số lượng khách hàng như thế này rất là nhiều nha các bạn. Và khi mình đã xử lý được rồi thì mình sẽ rất là tự tin khi mà tiếp xúc những khách hàng như vậy ha. Giờ này MC live stream cũng đói rồi các bạn ơi, các bạn có hỏi gì không? Hỏi đi trả lời luôn. Cô giáo sao cũng im ru vậy? Cô giáo nè. Đây, cô giáo đang hướng dẫn bên đây, phun mí. Lớp mình rất là đông vui nha các bạn. Không biết lớp các bạn như thế nào ha. Nay cuối tuần là các bạn đã nghỉ rồi đó. Phiên đã nghỉ bớt rồi. Nhưng mà bên cô chỉ là 5 đến 7 bạn hoặc là 10 bạn học viên một lớp thôi chứ không có điểm đông nha. Để cho hiệu quả cho học viên nha. À, bạn Quỳnh Ngọc Trang hỏi là mình còn tuyển mẫu không ạ? À, bạn Quỳnh Ngọc Trang ơi, bạn có cái mẫu nào cực khó giới thiệu qua đây nha. Cô giáo mình xử lý luôn. Đây, chỗ xanh chỗ đỏ nè. Đây, sau khi xử lý xong.
Cái đầu này bên đây cũng vẫn còn thiếu cái độ lài nha. Đưa cái kiến cho cô mẫu coi, lấy động lực thôi. Đẹp lắm cô ơi. Nè cô coi cái chân mày của mình nè. À. Thấy nhìn đây thấy hả? Thấy nó đều màu, nó dễ thương lắm. Nó giống như chân mày mới vậy á. Đưa cổ cầm, đưa cổ cầm. Thấy thì sao? Đẹp. Ừ, dễ thương ha. Nó nhìn cái mặt mình nó trẻ ra nữa. Trẻ hơn. Với lại nó thời trang hơn. Tạo dáng mới lại ha nha các bạn ha, nên mình thấy nó sẽ có hai cái đuôi ha. Cái đuôi kia một chút xíu nữa mình sẽ xóa. Cái đuôi kia bị sệ, bị cụp ha. Làm xấu từ đầu mấy năm ngàn năm về trước mà cứ phải đổ thừa, đúng không? Không biết con nó kêu được kêu ai á? Không có tha màu, không có tha màu, nâu đỏ đi, nâu đen đi, nâu xanh đi, nâu đi, nâu đen, nâu đi để lên màu. Cả bốn chung nha. Ca đó còn khó, còn dữ hơn. Nhưng mà ca đó thì đỡ bị hai màu hơn ca này. Hôm nay toàn là ca khó không à. Trước nè. Các bạn học viên mình làm toàn ca khó không thì sau này rất là được tự tin đối với những cái ca mới nha. Đi luyện toán thì phải làm những bài tập khó chứ trời. Quá trời ca. Cho ca cộng trừ nhân chia dễ dễ. Ca thời 20 năm về trước không là hôm nay học viên phải xử lý. Những cái ca như vậy là tụi em mới giỏi đúng không? Những cái ca như vậy lão hóa rồi mà tụi em đi đạt hiệu quả thì những cái ca mới là nó không có là gì hết. Thêm một thêm ba luôn không cô? Đúng rồi. Thực ra mang trên gương mặt mà cái chân mày chỗ xanh chỗ đỏ như vậy rất là một nỗi khổ nha các bạn. Và học viên cũng là một cái người mặc dù là mình kiếm tiền nhưng mà mình cũng giúp cho những người phụ nữ như thế này đẹp hơn, xóa đi những cái mặc cảm thì cũng rất là tốt ha, nó là một công việc rất là tốt ha. Vậy thì khi gặp những cái ca như thế này các bạn xử lý như thế nào? Xin mời các bạn hãy xem cái livestream này từ đầu đến cuối ha, thì sẽ rõ cái cách để mà làm ha. Mong rằng cái livestream này nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Quên nữa, em chưa giỏi, em quên chụp hình luôn cô. Cứ vậy hoài. Ủa, nãy lúc mà thì thấy nóng mà không rồi, đi cung luôn, mình chỉ chụp cái màu ra để nhớ. Sao rồi, tóc về. Em hay dậy lắm trời, không quên chụp hình không? Nữa thì sẽ như thế nào ha, thì các bạn đã biết rồi đó. Cái này là trong một cái quá trình mình tôi luyện trên cái da giả phải không cô? Đúng rồi. Cô rèn luyện trên da giả rất là kỹ lưỡng ha, mới được lên được mới những cái thành phẩm như vậy. Chứ các em mà đi lên da giả, đi chỉ sơ sơ tay thì chưa đã cứng căn bản, chưa đã vững. Các em đã lên mẫu rồi thì các em làm không bao giờ đẹp được nha. Có những bạn dòng
mạng nó cũng yếu quá rồi. Bây giờ nãy giờ cô đã chia sẻ các bạn những cái này nhiều rồi ha. Mình ngưng một tí xíu nha. Một tí xíu có ca xanh mới nữa cô sẽ chia sẻ nữa nha các bạn nha. Ca kia là 20 năm rồi nha. Đây, trước khi làm và sau khi xử lý chỗ xanh chỗ đỏ. Cô trả thêm giường nha cô. Chút này không phải làm. Cái gì?